Chân Dung Hà Sẻ, con gái của MC Quyền Linh. MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của công chúng nhất. Anh tận tâm hoạt động xã hội, sống đơn giản và luôn hướng về những mảnh đời khó khăn. Không chỉ thế, cuộc sống của MC quốc dân cũng luôn thu hút sự quan tâm theo dõi từ cộng đồng mạng, đặc biệt là hai cô con gái, mỗi lần xuất hiện là y như giảng chiến sóng cõi mạng bởi nhan sắc hơn người. Từ lâu, hai con gái rượu nhà quyền linh là hạt rẻ và lọ lem đã hot dần dần trên mạng xã hội nhờ khoản nhan sắc nổi bật, chiếm trọn spotlight linh mỗi khi xuất hiện. Không chỉ xinh đẹp, cặp chị em này còn liên tục khiến người quan tâm và chú ý bởi những lần xuất hiện chơi đùa vui vẻ, thân thiết bên cạnh ba của mình. Có một điều nữa chưa được nhắc đến là cả hạt rẻ và lọ lem đều là những cô nàng yêu thương và chăm sóc ba mình hết mực đấy nhé. Không chỉ riêng gì lợ lem, con gái MC Quyền Linh vốn đã quá quen mặt với khán giả. Con gái út nhà nam MC, Hà Rẻ, tên thật là Mai Ngọc Thảo, cũng nhận được sự chú ý không kém. Mới đây nhất, MC Quyền Linh đăng tải một clip trên trang TikTok cá nhân, khoe con gái út trong clip, hạt rẻ diện một chiếc váy đen đơn giản, tự tin tạo dáng trước ống kính máy quay. Đặc biệt nhan sắc đến phóc dáng của con gái út nhà nam MC khiến nhiều người mê mẩn vì xinh xắn không thua kém gì chị gái lọ lem. Hạt rẻ được ví như bản sao của bố, với nét lai tây, nụ cười và đôi mắt to tròn, có chiều sâu. Cô nàng còn sở hữu đôi má lúng đồng tiền, cực kỳ duyên dáng, khiến ai nhìn vào cũng thích mê. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu, hạt rẻ cần có chiều cao, vượt trội. Cũng bởi thế nên nhiều khán giả đã mạnh dạn dự đoán cô nàng sẽ trở thành một trong những nàng hậu trong tương lai. Dù ít khi đăng ảnh và tương tác trên Instagram, nhưng hệ xuất hiện, hát dĩa liền gây chú ý. Cô bạn cũng được xem là phiên bản copy pet của ba mẹ dạ thảo, từ vẻ ngoài cho đến phong thái, khí chất, tự tin nhưng vẫn thiên thiện, gần gũi bôn thêm là đôi má lúng đồng tiền cực kỳ duyên y như mẹ trước đây hạt rẻ được nhận xét sở hữu vẻ đẹp cá tính năng động khác với cô chị gái lọ lem lúc nào cũng dịu dàng thùy mị nhưng với những hình ảnh mới nhất khi đã trổ mã của gái út nhà quyền linh giờ đây cũng rất nữ tính duyên dáng hơn rất nhiều điểm nổi bật nhất trên gương mặt hạt rẻ chính là đôi mắt đen hai mí to sắc sảo cùng những hàng dựng mi rậm, thu hút. Bên cạnh đó, cô bé còn gây ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Trong những bức chụp toàn thân, vóc dáng của Hà Dẻ ở tuổi 13 cũng đã trưởng thành. Trên Instagram cá nhân, Hà Rẻ thường xuyên chia sẻ những clip, hình ảnh cuộc sống hàng ngày bên cạnh bố mẹ và chị gái lọ lem. Qua những khoảnh khắc đời thường ấy, khán giả lại càng thêm mê mẩn nhan sắc của Hà Rẻ có thể thấy cô bé sở hữu gương mặt mộc, xinh hết nấc, làn da mịn màng căng bóng mà nhiều người ao ước. Chỉ cần dặm thêm chút phấn, son môi và cả y lai là có đường nét rõ ràng. Theo tiết lộ của ba xã Quyền Linh, con gái út sống tình cảm, quan tâm tới mọi người, thường xuyên có những câu nói và hành động ân cần, làm nhiều người tan chảy. Cũng giống như chị gái lọ lem, hạt rẻ có năng khiếu chơi đàn và vẽ tranh về tính cách của con gái, doanh nhân dạ thảo từng tiết lộ, Hà Diệp sống tình cảm, biết quan tâm đến mọi người. Vốn là một đứa trẻ lành lợi nên cô bé thường làm bố mẹ trụy tim bởi nhiều câu nói và hành động ân cần. Có lần tôi đọc bài báo dễ đột quỵ khi tắm đêm cho cả nhà nghe, từ đó thấy mẹ tắm, Hà Diệp ngồi ngay cửa phòng tắm canh chừng, hoặc thấy ba Linh hơi tắm lâu em nói, con đi kiểm tra, cho đảm bảo và con đứng trước cửa phòng gọi ba Linh ơi bà xã quyền linh hạnh phúc kể lại hà dẻ cùng chị gái hiện đang theo học tại một trường quốc tế ở thành phố hồ chí minh cả hai đều thông thạo ngoại ngữ là tiếng anh đạt thành tích học tập cao và có khả năng chơi đàn vẽ tranh với nét đẹp ngoại hình và tri thức nhiều người tin rằng hà dẻ và lọ lem sẽ trở thành những mỹ nhân hoặc hoa hậu trong tương lai nếu quyết định tham gia các cuộc thi sắc đẹp Dịp sinh nhật tuổi 13 của con gái, nam MC Quyền Linh đang tất bật với công việc từ thiện, nhưng anh vẫn tranh thủ chia sẻ những khoảnh khắc đẹp, kèm lời chúc và món quà đặc biệt gửi đến con gái nhỏ. Chúc mừng sinh nhật hạt rẻ, con gái yêu của bà, cho 13 tuổi nhé. Bà đang bận trở những yêu thương dành cho bà con mùa Covid. Tối về bà sẽ tặng cho con gái một bao gạo yêu thương nha. Happy birthday yêu con nhiều lắm. Mới đây, bà xã Quyền Linh đăng tải luận ảnh chụp cô con gái út hạt rẻ trong vườn nhà để chúc mừng sinh nhật 13 tuổi của cô bé. Tuy cây nhà lá vườn, nhưng qua ống kính của mẹ, hạt rẻ ngày càng ra dáng thiếu nữ. Khi diện bộ vai trắng đơn giản cùng mái tóc gợn sóng, mẹ lưu giữ những khoảnh khắc đầy kỷ niệm ngày con gái hạt rẻ lên 13 tuổi. Sinh nhật của con năm nay chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tình yêu thương của cả nhà mình dành cho con là vô bờ bến mong con gái yêu đón tuổi mới thật khỏe mạnh, thật nhiều trải nghiệm mới, đầy ý nghĩa. Bà xã Quyền Linh nhắn ngủi, cô con gái út. Nói về vấn đề nghề nghiệp trong tương lai của hai cô con gái, MC Quốc dân từng chia sẻ rằng bản thân cũng mong muốn con sẽ nối nghiệp. Anh hiểu bản thân đang nổi tiếng thì sẽ là điều kiện thuận lợi để lăng xe cho các con. Thế nhưng anh vẫn muốn tôn trọng sở thích và quyết định của hai bé hơn. Tôi cho rằng mỗi đứa bé có khả năng và sở thích riêng mà người lớn nên tôn trọng, bởi vậy tôi sẽ chọn cách đặt câu hỏi cho con cái như Con thích làm gì? Con có khả năng gì? Con đam mê gì? Và tạo điều kiện cho các con phát triển. Nam MC từng tâm sự. MC Quyền Linh kết hôn với bà xã Dạ Thảo vào năm 2005. Sau 16 năm, cả hai hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên hai cô con gái lọ lem mai thảo linh và Hà rẻ, mai thảo ngọc. Gia đình anh luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là hai cô con gái xinh xắn đáng yêu. Hầu hết mọi người đều dự đoán, lợ lem nếu sau này thi hoa hậu thì ắt sẽ đạt thành tích ấn tượng, trong khi Hà rẻ cũng không kém cạnh. Đôi mắt to tròn và lông mày rộng của Hà Rẻ được nhiều khán giả khen ngợi cho rằng có nét giống với bố Quỳnh Linh. So với chị gái lợ lem, Hạt Dẻ có vẻ ngoài không hề kém cạnh và tỏ ra chuyên nghiệp khi tạo dáng trước ống kính. Sở hữu chiều cao ấn tượng và nhan sắc xinh đẹp, chính quyền linh bật mí, từng muốn lăng xê con trở thành người mẫu, hoa hậu, anh chia sẻ, dĩ nhiên bất cứ ông bà, cha mẹ nào cũng muốn con mình có một tài năng nào đó, hoặc ít nhất phải có gì đó, khác với người khác tôi cũng nằm trong số họ. lúc đầu tôi nghĩ mình đang làm nghệ thuật, mình có đủ điều kiện để lăng xe con mình. tôi muốn con mình làm diễn viên, người mẫu, nhưng sau đó tôi thấy rằng không thể được.